qua đêm. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Sắp này sắp gì đấy? Thấy nó ở đâu? Vấn đề là thấy sắp đâu? Con sắp này nó có 50 triệu rồi đấy. Cái này là bác chủ xe hơi bất ngờ bác... Không phải. Tôi biết rồi đấy. Em lần sau ông xin mong thuốc cái gì đừng có nghe. Để cho cái rẻ thôi. Bây giờ quan điểm của ông Kim em biết rồi. Cái gì phải ngon với tâm tiền này mới chơi, còn muốn trong tâm tiền em không chơi. Vẫn cho ông cái quả súp này là quả súp cũng khá đó. Nhưng bây giờ bảo thôi anh hết tiền thì Kim ạ, à, cho anh thử quả này ngon không, giữ lại luôn. Thế này bớt đi mớ. Và xong lại yêu cầu lại làm hay như quả 10 triệu. Súp 5 triệu yêu cầu làm hay như 10 triệu. Thế à? Được à? Được nè. Đây, bây giờ em nghe thấy súp nào đâu? Chết luôn đúng không? Mọi thứ rất là nhẹ nhàng. Đây này, đang thu âm trực tiếp rồi nha. Đừng kết thân. Bài này súp nó gọn lắm. Bài này không cẩn thận là súp kéo đuôi ngay. Bản thân cái bài này là một trong những cái bài nó hay chơi ở home. Mà cái chất giọng này là nam trầm nhưng nó trên xe hơi là nó khó thể hiện. Center là không có nhá. Center rút ra từ lâu rồi. Nghe thế ở đấy hả? Trên này nó không có loa nhá. Đều nhờ. Hả? Nghe đều nhờ. Đang lừa nhờ. Lừa, bị lừa. Thấy nó hết trên đấy hả? Súp từ đằng sau. Tôi tưởng nó nằm ở đấy nhỉ? Không. Xe này nó khá là rộng, bản thân mình cũng không tự tin đưa con súp này nó rẻ rẻ này lên xe này. Nhưng tuy nhiên thì vì hoàn cảnh bắt buộc. GL thì hàng chưa về. Đấy. Thì bác chủ bảo thôi lắp cho anh con này. Thế của cái thằng cột A có nghĩa rằng là cái thằng ba quay ấy và hai quay nó khác nhau ở chỗ là về mặt vật lý, là đối với trường âm ấy thì nếu mình cố kéo nó lên, đối với hai quay thì nó vẫn lên, nhưng tuy nhiên về mặt vật lý nó không thể nào lên cao được như ba quay. Cái này là do cái sự cộng hưởng của tần số nó tạo ra cái trường âm rộng hẹp đấy. Thế nên là khi mà lên bao quay là cái sân khấu nó hết lần trước, nó đẩy hết lần trước và đẩy xa hay đẩy gần là do cân chỉnh. Nhìn được người lái, nếu như mà so với cặp ba quay này, nhìn qua camera là gần như không có một tí lấp nào đối từ vị trí người lái. Đấy. Thế còn là từ vị trí bên này.